Con người có hai cái tâm, tâm ma tâm Phật gieo mầm trong ta. Tâm ác làm chuyện bất lương, hại người hại bạn theo đường quỷ ma. Tâm Phật rộng lượng bao la, không sân không hận thứ tha mọi điều. Hôm nay ta nghèo, ta làm bằng chính đôi tay. Mai sau sáng giàu, cho lòng ta được thành thơi. Có đức ở đời, không gì có thể bằng hơn. Ở đời có đức người ơi, mai sao không làm nhưng mà có ăn. Sống đời có đức không lo, dù cho có đói người luôn ấm lòng, dù cho có khổ có đói người luôn ấm lòng, dù cho có khổ tâm luôn an nhàn.